Tù gì? Cắt đứt luôn nè, thua nữa rồi thấy chưa? Thua thì ổn chứ sao? Vô. Thua hoài hả? Hay quá, chị Hường hay quá. Hay sao ông ơi? Nhìn vô mắt Tùng á là Hường đoán được là Tùng ra cái gì rồi. Hay quá, đâu biết rằng tôi tự thua. Giỏi gì ta? Chơi nữa không? Dám không? Đẹp chứ. Rồi. Tùng bao cứng luôn nè, bao cứng luôn nè. Thua hoài à, vô nữa nè. Thua uống à. Bây giờ chơi nè, bây giờ muốn chơi. Ngồi im một chỗ đi, qua muốn chơi cái gì chơi. Làm gì ạ? Nghe đó, ngồi im đi. Rồi qua nè, đó nè. Thằng Tùng tới nè, bây giờ muốn chơi gì chơi đi. Thôi đừng có tới mà, Tùng âm kia đến thôi mà, kỳ quá. Ôi trời ơi, đây, Tùng muốn chơi cái gì, chơi cái này luôn. Tùng kỳ cục quá, Tùng ngồi đàng hoàng là coi. Rồi, đừng có chạy nha, để em nó đi. Em. Cái gì? Bây giờ mình chơi trò gì đi. Thua hoài hả, Hường cũng có vui đâu. Có là mẹ nữ si tình mà. Nói gì vậy? Quái vật hồ lóc nét mà. Kỳ cục. À, kỳ cục ha, bà là ma nữ. Hường nè, xỉn quá. Bà là quái vật không? Tôi sẽ có cách cho quái vật yêu quái hiện hình. À. Mấy dài rồi, xỉn là đúng rồi, làm cái gì vậy? Thì để coi tôi làm cái gì. Chơi cái gì hả? Nè, hãy xem đây, đây chính là bùa giúp cho yêu quái hiện hình lên nè. Hiện hình nè. Trời ơi, dù sao cũng là một giai nhân mà chú nỡ làm mạnh tay vậy hả? Không mạnh tay làm sao dứt được hả? Trời ơi, con không ngờ chú ác vậy luôn á. Một lần một giờ gặp là sợ liền thấy không? Hey, mọi cảm ơn nha, cảm ơn bé Vi nhiều nha. Bé Vi giới thiệu một cái quán phong thủy nó tốt quá trời. Cảm ơn bằng miệng vậy mà được sao? Phải làm hành động đi chứ. Hành động? Thôi được rồi, chú sẽ dắt. Hey, chừng nào? Dắt mấy cô em xinh đẹp mới quen vô quán ăn. Vậy? Tính gài tôi hả? Đừng hòng. Wow, cô gái này tóc dài, mận đầm vàng, gương mặt thanh tú, chắc chắn là người rộng lượng. Nhìn em dịu dàng giống như lời giới thiệu. Em cũng bình thường à, không có gì đặc biệt lắm đâu anh. Em có nghe mùi gì khác khác không? Không, em có nghe thấy mùi gì đâu. À, hay là trong bếp nấu bị khét á anh? Không phải trong bếp. Trong tim của anh. Mùi trái tim anh đang bốc cháy. Trời ơi, anh ăn nói khéo quá. Anh thích tạo một cái gì đó nó bất ngờ cho cái ngày đầu á. Mà anh cũng vụng về lắm. Em có thích cái gì hay ghét cái gì không? Có. Em ghét nhất là con nít. Tụi nó phá như quỷ vậy đó. Em thà yêu con Milu nhà em còn hơn. Em ghét con nít mà lại thích con chó ha. Em nói trước nha, mất lòng trước được lòng sau. Chuyện con cái á, em chưa nghĩ tới đâu mà nghe. Bá Tùng! 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 Chuyện này là sao? Anh vừa nói với tôi là không có con, lòi đâu ra ba đứa nhỏ này vậy? Đâu? Ba đứa là cái gì của anh Tùng? Là con của ba Tùng. Ê, bậy rồi, chỉ có hai thôi, hai đứa này là con. Còn con này là con gì chứ không phải con tôi à? Ba Tùng ơi, tao mới theo ba đi đường mà ba không về nữa. Không có cái gì vậy? Để mẹ con đi tìm quá chừng. Cái gì vậy, mẹ con là ai mà kiếm? Anh Tùng, anh nỡ đối xử với mẹ con em vậy sao? Mẹ mày hồi nào em à? Thì ra đây là vợ và hai con của anh.
Em thật là tráo trở, đồ sớ hết. Em ơi, em anh đâu? Đỉnh. Nè, nè, này, này, đầu sỏ nè, biết hết nè. Chờ tôi đi nghe. Em ơi, em ơi em. Tại sao lại làm như vậy? Hả? Tại sao? Tại chú đó. Chú hứa là bảo vệ con, không để ai trong công ty chèn ép con. Chú không giữ lời. Nhỏ cái miệng được không? Hả? Chuyện lớn chuyện nhỏ tôi không phải xen vô hết hả? Hả? Rồi mọi người trong công ty coi tôi ra cái gì? Nói không đúng sao mặt lớn mặt nhỏ? Là cái mặt khó ưa đi với ai vậy? Đi làm việc đi. Đi. Cái mặt khó ưa, nhìn bực bội. Ai khó ưa, ai bực bội? Em là nhân viên mà, chứ sếp lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, mong manh dễ vỡ. Ủa, sếp kép em có chuyện gì hả sếp? Tông. Tông. Tông, 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 Tông. Kêu một chữ Tùng em nghe rồi, cái gì Tùng 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 như trống trường vậy sếp? Giới thiệu với cậu, đây là Thu Phương, trưởng phòng tín dụng ngân hàng Lộc Phát, đối tác mới của chúng ta. Hai người làm quen. Chào anh, đây là cặp phụ xích của em. Chào Phương. Nó chưa gì mà biết anh. Hai người tự nhiên làm quen với nhau, trao đổi tình thương mến thương. Có gì gọi tôi nha. Dạ. Xin lỗi, tại vì kiểu mình thân mật á. Dạ, không sao. Phương là cái gì Phương ta? Dạ, em là Thu Phương. Thu Phương. Dạ. Là Phương tên Phương à? Dạ đúng rồi, em tên Phương. À, đây là cà phê của Phương. Dạ đúng rồi. Phải. Đi lấy chỗ khác. Gái là mắt sáng rỡ. Nói cái gì đó? Nhân viên trong đây vậy đó. Dạ. Ủa mà Phương tên gì ta? Dạ em tên Phương. À Phương. À thì tôi quên, tôi giới thiệu lại, tôi là Tùng. Dạ em biết rồi. Em còn biết rất rõ về anh nữa. Thôi, tình hình này là không tốt rồi. Bạn ếch này bị bệnh nặng quá. Thôi, nhưng mà bác Khỉ với bác Heo đừng lo nha. Tôi sẽ chuyển bạn ếch này qua bác sĩ Bình. Đó, Bình, giải quyết đi. Con ếch này sắp chết rồi. Thôi, đem nướng nó ăn luôn. Ơ, em mát quá. Vậy đi qua bác sĩ Vi. Ừ. Trời đất ơi, hai đứa rảnh quá ha. Quả tới rồi kìa. Ủa, như quả đâu? Quả nó... Chị nói quà là quà, tai quà đó hiểu không? Ừ. Không hiểu hả? Trời đất ơi, ba Tùng đi về này chưa về, không có lo gì hết trơn. Lo ngồi đây khám bệnh là sao? Hay là mình đi tìm ba Tùng đi chị. Tìm gì mà tìm, biết ở đâu đâu mà tìm. Đi giờ này là chắc chắn là đi với lại em gái trà sữa rồi. Ô chị, em gái trà sữa là gì vậy chị? Từ nào đến giờ em đằng nghe em gái mưa không à? Đúng rồi đó chị, em toàn là nghe em gái mưa thôi à. Ừ. Trời ơi, nói chung là hai đứa không có hiểu đâu. Nhưng mà nói chung là ba Tùng mà đi cái kiểu này là chắc chắn hai đứa có mẹ kế. Không, không. Em không muốn có mẹ kế đâu. Em không có mẹ kế đâu. Em cũng vậy. Em cũng vậy mà. Muốn không? Không. Vậy thì hành động đi. Hành động gì? Mùi trái tim của anh đang khét đúng không? Ủa sao em biết hay quá vậy? Sao anh tính nói gì em biết hết luôn vậy? Chắc anh là fan bự của mấy cái phim ngôn tình lãng mạn đúng không? Xưa như Diễm vậy, giờ còn hả? Cô tán gái bằng mấy kiểu đó. Nào là cái gì ạ? Bây giờ của cải, nhà xe của anh sẽ thuộc về em. Em cũng nói luôn á. Trời ơi, hay quá vậy. Ồ, em... Thật sự ra anh rất là thích kiểu vui tính vậy. Mà anh không ngờ em cũng thích nữa.
Không ngờ mình có nhiều cái điểm chung quá. Cũng vui tính với nhau. Chắc em thích coi hài lắm hả? Dạ. Cái điện thoại kìa. Ủa sao ai không nghe vậy? Ủa xin trong nhà. Chắc là hết giấy vệ sinh hay gì đó, gọi nhờ anh mua giùm á mà. Anh nghe máy đi, hết giấy vệ sinh là quan trọng lắm á. Chuyện giấy vệ sinh quan trọng sao bằng cái chuyện anh nói chuyện với em. Không kể không sao, đừng quan tâm, nhà anh mất vệ sinh lắm. Hả? Anh nói dạ. Để anh nghe. Alo. Trời ơi, cái gì vậy con? Ba ơi, con không muốn ba lấy gì ghẻ. Ba lấy gì ghẻ, ba sẽ bị chúng đập chết. Ba về liền với con đi. Cái gì vậy, ai dạy con vậy? Dạ, chị Vi dạy cho con á. Dạ, đúng rồi đó ba. Chị Vi còn viết ra sổ cho chị An đọc nè. Vi nữa hả? Cúp máy đi con, cúp máy đi con. Nha, cúp máy đi. Đừng nghe lời ai hết, hãy tin ở ba nha. Ô xin anh nói gì mà anh quạo dữ vậy? Nói em là gì ghẻ. Hả? À, không. Không không, tại vì nó cái chuyện bà cứ nói anh là ghẻ lạnh với bà không à chứ. Thế nhưng ô xin mà đòi hỏi tình cảm nhiều quá nơi chủ nó kỳ. Anh, hay giờ mình nói gì cho vui đi chứ. Ngồi vậy mũi cắn quá. Nói gì cũng được, mà em nói đi. Anh mất hứng rồi. Thôi mà sếp, sếp. Các cô phải hiểu và các cô phải thương tôi chứ. Các cô có biết không, sếp tổng chửi lên đầu lên cổ tôi. Tất cả những dự án căn hộ, dự án đất nền, các cô bán chậm, các cô bán không được. Tôi đứng ra đứng mũi chịu sào, chịu đựng hết tất cả mọi thứ. Dạ, em biết. Nhưng mà tôi có cảm giác như các cô vô cảm, không biết yêu thương người sếp của mình, hy sinh tất cả vì công ty. Cô có biết hoàn cảnh của tôi không? Dạ. Gà trống nuôi con mấy năm nay. Mấy năm nay rồi, đâu có gà mái nào đâu. Dạ. Tôi đi lại gần tôi mới dẹt dè dè cái cánh là bỏ chạy mất tiêu hết trơn rồi. Cái số tôi nó hậm hiu nó khổ vậy. Thôi mà sếp, tụi em thương sếp mà. Hôm nay tôi không cần nhiều, chỉ cần những lời nói của các cô là động lực để tôi tiến tới trong cuộc sống. Dạ. Các cô có thương tôi không? Dạ có. Các cô thương ai? Tụi em thương sếp Tùng. Ừ đúng rồi. Sếp Tùng là người hy sinh rất nhiều cho công ty, không bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Ủa cái gì vậy? Thương ai? Dạ sếp Tùng. Tôi giỡn mặt với các cô hả? Bây giờ tôi nói quá trời quá đất, cuối cùng các cô lại thương sếp Tùng. Các cô không thương tôi mà thương sếp Tùng là sao? Sếp ơi, sếp bình tĩnh đi. Thiệt ra là sếp khổ một, chứ sếp Tùng mới là khổ 10 lận đó. Sếp Tùng còn chết nhiều lắm sếp à. Vậy hả? Dạ. Đúng rồi sếp. Sếp Tùng khổ lắm mà. Đúng rồi đó sếp. Bị xì chết hả? Đúng rồi. Thấy thương quá ha. Dạ. Tội nghiệp quá ha. Dạ. Tôi giao nhiệm vụ cho các cô nha. Đúng sáng mai nộp đề án phát triển của công ty trong vòng 6 năm tới. Ai không nộp tôi đuổi việc. Hả? Sếp. Cái gì? Thích hợp đi đâu vậy? Thế đâu kệ tôi, hỏi chi. Nè, em biết làm cái gì chưa? Đem mấy cái hồ sơ này đi photo cho chị đi. Còn cái này nữa. Làm luôn cái này đi em. Ủa mấy chị, mấy chuyện này đơn giản quá mà. Mấy chị tự làm đi chứ. Ủa, em biết nói mấy chuyện này đơn giản mà sao em không làm đi? Em đâu phải thuộc quyền sở hữu của chị. Nè nè, nãy em không nghe sếp Tài nói hả? Sắp tới á là mình phải trình hết tất cả các dự án của 6 năm lên cho sếp. Rồi tụi chị phải lo những cái chuyện lớn đó. Những cái chuyện con này nè, em làm đi. Em không làm. Nè, em không nghe anh Tùng nói á. Kệ, con này láo hả? Ê, em nhỏ hơn tụi chị đó nha, có cần tụi chị dạy em không vậy? Sao? Tôi có ba tôi dạy tôi mà, đâu có cần mấy người dạy. Ý là hồi quen sếp Tùng rồi muốn làm gì làm hả? Nè, bây giờ túm lại có chịu làm hay không? Dạ, sao? Kênh hả? Láo mà, dạy cho nó bài học. Làm thì làm,
phải ngoan vậy chứ. Thôi đi ăn trưa đi. Ê khoan, ăn gì giờ? Ê con nhỏ này. Em qua mắt quá, em qua mắt quá. Ê trời ơi, cái gì vậy? Đây là công ty chứ không phải cái nhà trẻ mà hành xử kiểu đó nghe chưa. Con nói là con chó mắt không thấy đường mà. Đừng có xạo. Cứ cái thái độ đó sớm muộn gì cũng bị đuổi. Làm ơn lớn lên chút xíu đi Vi. Gây sự hoài vậy. Công việc thì làm không được gì hết. Sao Vi biết không làm được việc? Chứng minh đi, đừng có nói xui như vậy. Anh Tùng, coi thử cái hợp đồng này. Sao em thấy nó không ổn anh? Ủa Vi? Dạ. Wow, bữa nay đi đâu mà đẹp dữ vậy ta? Em chuẩn bị đi gặp khách hàng. Ghê thiệt. Tại vì vô đây làm việc cũng lâu rồi, giờ phải làm việc chứ. Không thôi người ta không có thấy cái năng lực của mình, người ta chửi trên đầu cha mình chết. Soạn lại hợp đồng. Anh. Thôi em ngồi xíu đi. Dạ. Anh hỏi nè, bữa nay em đi gặp ai vậy? Cái anh gì á? Cái anh gì hôm bữa đó, cái anh gì em quên tên rồi. Cái anh bữa chắc anh hồi bữa anh biết mà đúng không ta? Cái anh mà giám đốc cái gì đó. Thôi được rồi, anh biết rồi. Mệt quá à. Chưa có tìm được mối nào đúng không? Bài đặt nữa. Thôi được rồi, nói nghe nè. Anh sẽ giới thiệu cho em làm một cái mối này. Một cái mối của anh nha. Cái mối này rất là lớn nha. Em phải cố gắng, biết đâu á kỳ là em win được một cái hợp đồng với công ty á. Chuyện nhỏ thôi. Chắc chắn danh lần này em sẽ win hợp đồng đó. Đâu, giới thiệu cho em đi. Nhưng mà khoan. Hả? Đây là một nhân vật rất là có tiếng trong giới bất động sản. Không có đơn giản đâu. Em phải cố gắng đó. Mà ông ta hơi đáng sợ đó. Cái gì vậy? Ủa gì vậy cô Linh? Trời đất ơi, trời ơi, sao nghe mùi rượu không vậy? Em đi quậy từ tối hôm qua tới bây giờ luôn, thấy em bệnh không? Bệnh cái gì trời ơi, thôi xỉn đi về nghỉ đi. Tại sao tối qua em xỉn, em gọi điện thoại anh không em ơi? Tối hôm qua tôi làm về mệt tôi ngủ. Anh đứng lại nói chuyện với em anh. Thôi tự nhiên là chọt cái chân vô đây, cái chỗ cái bóp của người ta làm ăn. Anh tại sao anh trốn tránh em hoài vậy? Trốn cái gì? Em có làm gì có lỗi đâu, em tốt mà. Thì cô tốt nhưng mà tôi đâu có công chuyện làm rồi, tôi có con cái, tôi lo đủ thứ hết, đâu có đi chơi với cô được. Nè bây giờ đêm qua mình không gặp nhau, mình không quậy được thì bây giờ mình quậy đi. Trời, quậy trời ơi, giờ này vũ trường quán bar nào mở mà quẩy không quẩy. Dễ quá mà về nhà anh mình bật nhạc lên mình quẩy. Thôi, nhà tôi có mấy đứa nhỏ nó quẩy là gần muốn chết rồi, bây giờ về nhà mở nhạc lên quẩy nữa. Thôi, mình quẩy đây luôn. Mình quẩy đây luôn, lên. Trời ơi, lên nóc nhà. Trời ơi, ngoài công viên mà la sùm trời đất, một hồi lên nóc nhà cái gì, lên phường bây giờ đó. Đi về. Về bây giờ anh phải chăm sóc và lo lắng cho em. Anh Tùng ơi, anh đưa, Tùng đưa cô về nhà cô Linh ơi. Rồi, đưa về chú Tùng, chú Tùng, tôi nói chú Tùng nghe, cho đang bận nè. Không, chú Đức đừng. Hả? Chú Đức đừng có hiểu lầm chứ sao. Xỉn rồi. Trời ơi, đàn bà con gái mày thiệt tình. Cái con này nè, tôi nói cho chú nghe. Dạ. Chú cho tôi hỏi về Vi nghe. Gái tôi á, không biết nó có bận việc gì ở cơ quan không, sao giờ chưa thấy nó về. Nó đi quậy rồi. Thôi mày nín giùm tao đi, cho tao hỏi sếp của nó coi. Ủa, sếp cái gì bây giờ đi về. Bây giờ mày nín giùm tao để tao hỏi ông. Tao đang nôn, tao muốn gặp con gái tao mà. Chú Tùng, chú... mày nánh đâu? Thôi đi vô đó ngồi đi. Ủa ghê vậy. Ủa
nhức cái đầu chịu không nổi luôn à. Tôi hỏi con Vi sao chú? Con Vi á, nó thường ngày nó hứa với tôi cái gì là nó giữ đúng lời lắm. Nó nói bữa nay á, nó sẽ đúng giờ nó về. Chắc hẹn ăn uống gì đó với mấy đứa trong công ty đó chú ơi. Hẹn ăn uống gì với mấy đứa trong công ty? Thường thường nó về mà nó đi với tôi, về nó ăn uống với tôi mà. Để được rồi, chú đừng có lo, để con gọi điện thoại cho công ty biết liền chứ gì đâu. Chờ con chút nghe. Alo, Trọng, có trong tôi công ty giùm tôi, có con Vi trong đó không? Hả? Đi tiếp khách hả? Hả? Đi khách, đi khách, đi khách. Con điên. Bây giờ hỏi kỹ lại coi là đi với ai, đi tiếp khách với ai, khách là người nào? Cái gì? Ken Nguyễn hả? Hỏi địa chỉ gấp. Hỏi địa chỉ của con Vi đi gấp. Nhắn tin vô điện thoại cho tôi liền nha. Rồi rồi. Ken Nguyễn là ai? Cái tay này là một cái tay đáng gờm ở trong giới bất động sản đó chú. Dạ, em chào chú. Chào tôi à? Dạ. Tôi như thế này mà gọi tôi là chú à? Dạ. Tôi còn trẻ lắm, sao gọi tôi bằng chú? Hân hạnh chào em. Dạ, chào chú. Em tên gì? Dạ, con xin giới thiệu, con tên Vi. Nè. Dạ. Nếu xưng bằng con là tôi đi ra ngoài liền. Hãy kêu bằng anh em đi cho nó dễ, đúng không nào? Dạ. Trong kinh doanh chỉ xưng hô là anh và em và chị, đừng bao giờ cô cậu chú bác. Như vậy cái người nghe người ta cảm thấy người ta tủi thân, bởi vì chẳng khác là nói như vậy nói người ta già. Chỉ là anh em thôi, không thoải mái đúng không? Ở trong giới địa ốc này rất là nhiều cái miệng đồn rằng Ken Nguyễn là một tay rất đáng sợ. Họ nói đúng. Nhưng tôi chỉ đáng sợ với những ai láo lếu với tôi kìa. Còn cô thì sao? Một con thỏ như thế này, nỡ lòng nào một con sư tử già như vậy mà ăn thịt. Nói đúng không? Dạ. Nóng quá. Cái nhà hàng này mai làm đèn nó hư hết rồi. Con, dạ. Làm cái gì vậy? Dạ chú, xin lỗi chú làm con giật mình. Giật mình cái gì? Chú cứ chồm chồm với người con ngoài. Tôi chồm vô tôi ăn thịt cô à? Tôi vô chồm vô tôi lấy cái remote. Kỳ mắt quá. Vàng này vàng xịn nè. Trời ơi, gì? Là là. Alo Vi. Alo. Sao nãy giờ gọi bây giờ mới chịu bắt máy là sao? Rồi lè nhè xỉn được không? Nhậu hay không là quyền của tôi. Chú hỏi cái gì? Nè, ăn nói với ai vậy hả? Đang ở đâu? Đang ở nhà hàng Hải Đăng. Gì vậy chú nói đi, nhanh đi. Có gì không? Liệm nó mãi là biểu mãi loà lên lên đi. Hỏi coi nó có bị gì chưa? Đó, nghe ba hỏi chưa? Nó bị gì chưa? Ba hả? Con đang đi làm mà. Làm ăn cái gì? Giờ nó la kìa. Gì vậy? Ba làm gì nó đó? Dạ, không có gì, không có gì. Không có gì. Không có gì hết. Nè Vi à Vi, con nghe chú nói nè. Ken Nguyễn không phải là một tay đơn giản ở trong giới kinh doanh đâu nghe chưa. Ai cũng biết tính của ông hết đó nghe. Nghe chưa? Mệt chú à, chú đừng nói nữa. Đừng có cứng đầu, nghe lời chú đi về. Đi về. Con sẽ quên cái hợp đồng này cho chú coi.
na 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 dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng